Xin chào tất cả mọi người. Như vậy, năm 2020 đã đi qua, một năm đầy khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, team DK đã vượt qua năm 2020 với những cái thành tích rất là đáng tự hào. DK đã tiếp đón hơn 7.700 lượt khách mới với hơn 11.400 dịch vụ, tăng 23% so với năm 2019, tạo nên dấu ấn thương hiệu mang đậm chất DK với chương trình The Beauty Show ngày 19 tháng 1 tại Hà Nội. Tiếp nối sự thành công của Laser Picomark năm 2019, DK vinh dự là đơn vị đối tác chiến lược của tập đoàn Picosecond được chuyển giao công nghệ Laser Picomark năm 2021, mang tiêu chí an toàn, hiệu quả tuyệt đối, đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Như vậy là năm 2020 đã đi qua, đem lại rất nhiều điều tuyệt vời cho toàn team DK bởi sự tin yêu và ủng hộ của toàn thể những khách hàng. Đến với Xuân Tân Sửu năm 2021, DK xin dành tặng 100 suất lì xì đầu năm dành tặng cho 100 khách hàng. Nhanh tay nhất giảm 40% hair shop lông mày, giảm 30% laser pico mắc, lì xì đầu năm sẽ mang tới may mắn tài lộc cho suốt cả năm. Cách thức đăng ký rất đơn giản, khách hàng hãy comment ngay vào post này theo cú pháp tên cộng số điện thoại cộng dịch vụ và DK sẽ liên hệ để đặt lịch cho khách hàng nhé. Và cuối cùng xin thay mặt cho toàn thể team DK xin chúc quý khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúng ta sẽ cùng vượt qua năm 2021 với sức khỏe thật tốt và tiếp tục ủng hộ cho team DK nhé. Xuân khai sắc, đắc lộc vàng, Happy New Year!